Thức vừa lớp giao hàng cho khách, bảo giá 800 sao giờ lấy 750 hi hi. Hello, xin chào tất cả anh em đam mê chim cu gáy ha. Quay lại kênh của Thức Vlog ha. Đây mình có đơn hàng giao một cái lồng cu cho ông chú ở trường tiểu học An Hiệp. Địa chỉ ở An Hiệp, An Phú Yên nha mọi người. Đây là một đơn hàng gần nhà nha. Xác đơn hả? Dạ dạ. Thì đi giao Thức hả? Con Thức nè. Cái này nè, ông Hải đóng ra đây vậy đó mà. Chú nó cu nhiêu con chú? Có mấy cặp nữa đây. Mà lai hả? Còn có mấy con mà lai đúng á. Lòng mình tưới giờ chú chơi chưa? Chú sử dụng chưa? Đâu có rảnh rồi, thấy anh chìm đây đấy, rồi mua chứ. Có cái cò kìa chứ mà nó lâu quá cái nó. Mấy cái này của con là không rỉ nha. Này cái nóc á. Ba cái đục trơn. Này xài bền lắm á. Dễ hả? Còn có. Để coi thử.